Champions League là vườn ươm cho giấc mơ điên rồ nhất, nơi những cuộc ngược dòng khó tin nhất đã xảy ra. Barca là minh chứng cho những điều đó, với điều thần kỳ từng xảy ra tại sân công viên các hoàng tử. Nhưng một năm sau đó, họ là nạn nhân của kỳ tích được AS Roma tạo ra. Không nhiều người đặt niềm tin vào đại diện của Serie A sau trận thua 1-4 trên đất Camp Nou. Thế nhưng điều vô lý nhất đã xảy ra và họ gọi đó là phép nhiệm màu trên sân vận động Olimpico. AS Roma và Barcelona gặp nhau tại tứ kết Champions League mùa giải 2017-2018, khi đoàn quân huấn luyện viên Ernesto Valverde đã tạo dựng lợi thế cực lớn trong trận lượt đi. 4 bàn thắng đã ghi được trên sân nhà có thể đã đủ để đại diện của La Liga nghĩ về lượt trận bán kết. Kể cả AS Roma đã ghi được một bàn thắng trên sân khách, thì đó cũng chỉ là thứ hy vọng mong manh mà họ có thể bấu víu trước khi bước vào trận lượt về trên sân vận động Olimpico. Trước chuyến hành quân lần này, huấn luyện viên Ernesto Valverde đã cảnh báo các học trò không nên chủ quan hay bày tỏ sự tự tin thái quá. Ông thừa hiểu Champions League là vườn ươm cho những giấc mộng điên rồ nhất, những cuộc lật đổ vĩ đại nhất. Chính Barca đã tạo ra một cuộc ngược dòng khó tin ở mùa giải năm ngoái và họ không muốn mình trở thành nạn nhân trong tấn bi kịch đó. Chỉ có điều lời nói đôi khi không đi đôi với hành động. Valverde yêu cầu các học trò duy trì sự tập trung, nhưng cách họ lựa chọn tiếp cận trận đấu này là quá sai lầm. Còn với AS Roma, họ chỉ có một đường duy nhất là tiến lên và tấn công. Tấn công mạnh nhất có thể bằng bất kỳ một giá nào và bằng 200% sức lực của họ. Barca vẫn tung vào sân những hào thủ tốt nhất ngoại trừ trường hợp của Coutinho do không được đăng ký Champions League. Vẫn còn đó Iniesta, Messi, Suarez hay Busquets, những cầu thủ hàng đầu cho chuyến làm khách đến nước Ý. Nhiệm vụ của họ là đơn giản thôi, không để thua quá 2 bàn là được. Nhưng nhiệm vụ của họ gặp phải thách thức khó lường khi bóng mới chỉ bắt đầu lăn được 5 phút. AS Roma đón chào sự trở lại của Nainggolan, người vừa gặp chấn thương cơ đùi ở trận đấu tại Serie A trước đó. Trong khi đó, tiền vệ Cengiz Under vẫn chưa đủ thể lực để đá chính ngay từ đầu. Huấn luyện viên Di Francesco vẫn trung thành với sơ đồ 3-5-2. Ở đó, bộ ba trung vệ của AS Roma gồm có Federico Fazio, Juan Jesus và Manolas. Hai cầu thủ đá cánh là Kolarov cùng Florenzi. Bộ ba tiền vệ trung tâm là những mẫu chiến binh với nền tảng thể lực cực khỏe, sẵn sàng bóp nát tuyến giữa của Barca. Đó là Daniele De Rossi, Kevin Strootman và tiền vệ người Bỉ Nainggolan. Trên hàng công, mọi hy vọng dồn cả vào Patrick Schick và Edin Dzeko. Trong khi đó, Barca gần như có được đội hình mạnh nhất ở cuộc đối đầu này. Tiền vệ Sergio Busquets đã kịp bình phục chấn thương và có mặt để hợp thành bộ 4 tiền vệ với Paulinho, Rakitic cùng Iniesta. Trên hàng công, cặp song sát Suarez Messi được kỳ vọng sẽ ghi thêm dù chỉ một bàn thắng để khép lại toàn bộ hy vọng của AS Roma. Trong khi đó, ở hàng phòng ngự, Ter Stegen cùng với Sergio Roberto, Gerard Piqué, Umtiti và Jordi Alba được giao trọng trách ngăn cản tất cả những hiểm họa với khung thành của đội khách. Nhưng nhiệm vụ của họ đã thất bại ngay khi trận đấu chỉ vừa mới trôi qua 5 phút. De Rossi đã quan sát thấy đà di chuyển của Edin Dzeko và tung ra một đường chuyền dài hoàn hảo. Ở đó, ngay cả một hậu vệ cánh tốc độ như Jordi Alba cũng thất thế trong cuộc tranh chấp với tiền đạo bên phía đối phương. Trong khi đó, Umtiti mang nhiệm vụ bọc lót cũng không thể ngờ được rằng chân sút người Bosnia lại khống chế quả bóng ngọt như vậy. Nhịp cựng lại của cả hai đã giúp Dzeko có đủ không gian để chạm bóng vừa đủ và lưới của Ter Stegen đã rung lên. Dzeko không ăn mừng, anh nhanh chóng chạy vào lưới cầm quả bóng để đặt nó về vạch xuất phát. Trên băng ghế huấn luyện, Valverde trầm tư và lắc đầu. Có vẻ ông đã có những dự cảm không lành cho những phút sắp tới của Barca. Ngay sau đó, đội bóng xứ Catalan đã có cơ hội để gỡ hòa. Nỗ lực đi bóng của Messi giúp anh kiếm về một quả phạt ở cự ly cực kỳ thuận lợi. Người ta hay gọi cự ly sút phạt này không khác gì một quả 11m với El Pulga. Tuy nhiên, cú sút phạt của anh lại đưa bóng đi hơi cao so với hàng rào của đối thủ. Có điều gì đó không ổn đã xuất hiện. Thường thì Leo sẽ không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn như vậy. Có vẻ như Barca bắt đầu chịu ảnh hưởng về mặt tâm lý trước thứ sức ép đè nặng lên đôi chân. Barca cố gắng cầm bóng, cố gắng làm giảm nhịp độ của trận đấu. Mỗi khi Iniesta hay Busquets cầm bóng là họ lập tức chịu sức ép từ những cái bóng áo đỏ. Sức ép đó đã khiến đội bóng áo xanh tỏ ra bối rối. Lần lượt Dzeko và Kolarov bắt đầu có những tình huống hãm thành, nhưng đây là thời điểm hàng thủ của đội khách vẫn còn duy trì được sự tập trung. AS Roma liên tục xuống biên để tạo ra những tình huống treo bóng bổng vào trong. Họ có Patrick Schick cùng với Dzeko, những oanh tạc cờ chất lượng. Từ một quả treo bóng bổng như thế, chân sút mang áo số 9 làm hú hồn các cổ động viên của Barca. Tuy nhiên, Ter Stegen vẫn có thể làm chủ được tình hình. Nguyên cả một hiệp đấu đầu tiên, Lionel Messi bị phong tỏa hoàn toàn. Cứ mỗi khi anh có bóng là bị đối phương tổ chức vây bắt với ít nhất 2-3 cầu thủ vây quanh. Và kể cả khi Leo có vượt qua được, anh cũng sẽ bị kéo lại bằng một pha phạm lỗi. Một lối chơi có phần xù xì của AS Roma, nhưng họ không còn cách nào khác ngoài việc ngăn cản Messi như vậy. 45 phút đầu tiên khép lại với cái thở phào từ Blaugrana. Họ đã đi được một nửa chặng đường trong thế bị dẫn trước. Chỉ cần trong hiệp 2 Barca giữ trăng lưới, hoặc tệ nhất là thua thêm một bàn, họ vẫn sẽ là người đi tiếp. Còn với AS Roma,
họ còn 45 phút cuối cùng cho những hy vọng tạo nên một cuộc ngược dòng lịch sử. Để thua một bàn sau 45 phút đầu tiên không phải điều gì đó quá tệ với các thủ đội khách. Còn với AS Roma, họ chỉ còn 45 phút nữa cho những hy vọng. Họ có nhiệm vụ kép cần phải hoàn thành, vừa ghi bàn vừa không để đối phương chọc thủng lưới thêm. Nhiệm vụ đầu tiên là khả thi, nhưng để ngăn chặn Lionel Messi và các đồng đội vào thời điểm đó, đại diện của Serie A cần nhiều hơn những pha phạm lỗi như họ từng làm trong hiệp 1. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, AS Roma vẫn thi đấu như thể không có ngày mai và tạo được thế trận lấn lướt hoàn toàn. Phút 56, tiền đạo Patrick Schick đi bóng dũng mãnh trong vòng cấm của Barca, nhưng sau đó đã bị truy cản bởi Samuel Umtiti. Tác động của trung vệ người Pháp là hợp lệ và trọng tài quyết định đó là một quả phạt bóng lên cho đội bóng xứ Catalan. Nhưng Roma cũng không phải tiếc nuối quá lâu bởi chỉ một phút sau, đội bóng thủ đô Italia đã có được điều họ mong muốn. Edin Dzeko có tình huống đi bóng và cài người khôn ngoan trong vòng cấm. Gerard Pique tỏ ra lúng túng không làm chủ được tình hình và buộc phải phạm lỗi với tiền đạo người Bosnia trong vòng cấm. Trọng tài Clement Tupan sau một thoáng chần chừ đã chỉ tay vào điểm đá phạt đền cho chủ nhà. Cùng với đó là một tấm thẻ vàng dành cho trung vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha. Trên chấm 11m, đội trưởng De Rossi có cú sút quyết đoán đánh bại Ter Stegen nâng tỷ số lên 2-0. Tỷ số sau hai lượt trận đang là 3-4 tạm nghiêng về Barca và nếu như nhận thêm bàn thua nữa, Barca chứ không phải AS Roma mới là đội bị loại. Kể từ thời điểm có bàn thắng nhân đôi cách biệt, tinh thần thi đấu của cầu thủ AS Roma càng lên cao. Những cơ hội sau đó vẫn liên tiếp được các học trò của ông Eusebio Di Francesco tạo ra. Phút 68, tiền vệ Raida Nainggolan có thời cơ tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm, nhưng rất tiếc lực đi của cú sút là quá nhẹ. Phút 69, cơ hội ăn bàn rõ rệt tiếp tục được tạo ra khi từ cánh trái bóng được rót thẳng vào vòng cấm của Barca. Đội trưởng De Rossi lao vào dũng mãnh tung ra cú đánh đầu cận thành, nhưng rất tiếc khi bóng lại đi chạch cột dọc của Ter Stegen. Trong khi đó, Messi và các đồng đội hoàn toàn bế tắc trong việc triển khai thế công, thậm chí siêu sao người Argentina còn phải nhận thẻ vàng, điều rất hiếm gặp trong sự nghiệp của anh. Phải tới phút 74, Messi mới có cú dứt điểm trúng đích đầu tiên kể từ đầu trận nhưng không gây ra khó khăn cho thủ môn Alisson. Phút 79, tưởng chừng như Roma đã có được bàn thắng thứ 3 trong trận đấu. Từ cánh phải, Alessandro Florenzi có pha tạt bóng điểm 10. Bóng đến đúng vị trí của Stephen Nsarawi đang băng vào nhưng phản xạ xuất thần của Ter Stegen đã cứu cho Barca một bàn thua 10-10. Nhưng cũng không phải chờ đợi quá lâu, tới phút 82, điều mà người hâm mộ Barca lo lắng đã xảy ra khi chủ nhà AS Roma có bàn thắng thứ 3 từ quả phạt góc của cầu thủ vào sân thay người, đó là Sengic Under. Trung vệ Manolas băng vào đánh đầu hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0. Qua đó cân bằng tỷ số sau hai lượt trận là 4 đều. Nếu kết quả này được giữ nguyên, AS Roma sẽ giành vé vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Điều đáng chú ý, cả hai cầu thủ đá phạt lớn nhà ở trận lượt đi là De Rossi và Manolas đều tỏa sáng và ghi bàn chuộc lỗi trong trận tái đấu này. Những phút cuối trận, Barca điên cuồng tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, kịch bản điên rồ như thời điểm họ ghi bàn loại Paris Saint-Germain ở vòng 1/8 Champions League mùa trước đã không tái diễn. Tỷ số được giữ nguyên tới khi hết trận và Barca một lần nữa lại ngậm ngùi dừng bước ở ngưỡng cửa bán kết mùa giải thứ hai liên tiếp. Kết quả lần này đủ để Roma san bằng kết quả 4 đều chung cuộc, qua đó giành tấm vé dự bán kết lần đầu tiên trong lịch sử nhờ luật bàn thắng sân khách. Trong khi đó, Barca có năm thứ 3 liên tiếp phải dừng bước ở vòng tứ kết UEFA Champions League. Kể ra mà nói, thảm bại của Barca không quá bất ngờ cho lắm. Đơn giản bởi những vấn đề cố hữu của họ đã lộ thiên cả ra ngay từ trận lượt đi. Với tỷ số 4-1 đậm đà có thể dễ dàng đánh lừa những ai không tập trung theo dõi diễn biến ở Camp Nou. Hai pha đá phản lưới cùng hai lỗi phòng ngự cá nhân khác của các vị khách nước Ý đã che mờ đi màn trình diễn dưới sức và tù túng của chủ nhà. Tương tự trận lượt đi ở vòng 1/8 Stamford Bridge của Chelsea, những điểm yếu của đội bóng xứ Catalan đã bị khai thác, chỉ là chưa triệt để và đủ tàn nhẫn để họ sớm phải trả giá. Lần này chẳng còn thần may mắn nào nữa, đơn giản bởi Roma không như Barca, họ biết học từ sai lầm của mình. Thời điểm Edin Dzeko khai thông thế bế tắc ngay ở phút thứ 6, các cu lê đủ hiểu họ chuẩn bị trải qua 84 phút dài nhất cuộc đời. Những nhà vô địch Lionel Messi, Luis Suarez, Andres Iniesta, Gerard Pique, Sergio Busquets bỗng chốc hóa thân thành những kẻ thất bại hèn nhát. Và tấm vé vào bán kết Cúp châu Âu đầu tiên sau 34 năm là hoàn toàn xứng đáng cho đội bóng sắc áo bã trầu. Ba bàn thắng của Dzeko, De Rossi và Manolas hoàn toàn không mang tính thời điểm đơn thuần, thay vào đó là thành quả xuyên suốt 90 phút áp đảo và hành hạ thảm thương Barcelona. Đêm kinh hoàng của Barca tại Olympico đã khép lại như thế. AS Roma đi tiếp bằng luật bàn thắng sân khách ở một trong những trận đấu tệ nhất của đội bóng xứ Catalan. Nhìn về những gì đã xảy ra, chiến thắng cho AS Roma là điều hoàn toàn xứng đáng. Và điểm khác biệt lớn nhất giữa hai đội, Roma đã chơi bóng bằng cả trái tim, còn Barca là một sự bạc nhược.
Thầy trò huấn luyện viên Di Francesco đã viết câu chuyện cổ tích khi làm nên một trong những cuộc lật đổ kỳ vĩ nhất lịch sử của giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ, và cho đến nay, người ta vẫn nhắc về cuộc đối đầu đó nếu muốn tìm kiếm thứ cảm xúc điên rồ trong bóng đá.